Nhung khưu thực chất là sừng của con khưu đực khi đang còn non. Do lúc này, sừng khưu thường mềm, có một lớp da bên ngoài, sờ vào có cảm giác như là sờ nhung nên được gọi là nhung khưu. Nhung khưu là một dược liệu được cho là rất tốt với sức khỏe con người nên lúc nào cũng được săn lùng. Mấy ngày qua thì người dân nuôi khưu trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xôn xao bàn tán về cặp nhung lạ có giá trị khủng nhất từ trước đến nay. Cặp nhung vẫn còn ở trên đầu con khưu nhưng mà lại được mua bán qua tài nhiều người. Người chủ cho biết có khách trả giá gần nửa tỷ đồng. Chủ con vật là bà Nguyễn Thị Quà ở tổ dân phố 6, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Mấy năm nay, chú khưu này mang về cho gia chủ rất nhiều tiền bằng việc bán nhung và cung cấp con giống. Theo quan sát của phóng viên, cặp nhung này có chiều dài mỗi bên khoảng 50cm. Từ hai nhánh chính, nhung mọc thành 9 nhánh lớn rồi tiếp tục nhú ra hàng chục nhánh nhỏ, giống như một bông hoa. Cách đây 5 năm, bà Quà mua con khưu này của một người ở xóm khác với giá 20 triệu đồng. Sau gần 1 năm, chủ khưu cũ có ý mua lại với giá 35 triệu đồng nhưng bà không bán. Theo bà Hòa, khi mới trưởng thành, khưu đã cho chóc, tức là dạng sừng khưu đầu tiên trước khi ra nhung, với trọng lượng hơn nửa ký. Lúc đó có người hỏi mua con khưu với giá 150 triệu đồng. Sau đó, lứa nhung đầu tiên được 1 ký 2, rồi tăng dần lên. Đến lứa thứ tư cuối tháng này mới cắt, dự kiến cặp nhung khoảng từ 4 ký rưỡi tới 5 ký. Nhờ khưu cho nhung vượt trội nên có khách đến trả giá con khưu 450 triệu đồng để nhân giống.